Thưa quý vị, chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 4253 về việc một số hoạt động trở lại và các điều kiện biện pháp áp dụng. Theo đó, từ 4 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 7, cho phép hoạt động tắm biển được hoạt động trở lại theo khung giờ nhất định và kèm theo các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự Đà Nẵng TV vào sáng sớm nay. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tranh thủ xuống bãi biển để tắm biển sau một khoảng thời gian dài không được tắm biển. Hầu hết người dân thành phố xuống bãi biển đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại đây. Không khí bãi biển khá nhộn nhịp. Người dân thành phố ai nấy đều rất phấn khởi vì được tắm biển trở lại. Theo đó, lực lượng cứu hộ cũng đã được triển khai, túc trực tại các khu vực bãi tắm. Người dân đến biển tuân thủ tắm biển vào hai khung giờ chính là buổi sáng từ 4 giờ 30 phút đến không quá 8 giờ, còn buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến không quá 19 giờ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên bãi biển cũng tuân thủ việc tạm dừng hoạt động. Thì có thấy vui vẻ, vậy là tự nhiên thấy phấn khởi, được đi tắm biển là cô rất mừng, nhưng mà mình phải đề phòng, không dám là đứng gần người đông nữa. An tâm với cách phòng chống dịch của thành phố, đồng thời ý thức được tình hình dịch bệnh, nên người dân thành phố vẫn chấp hành nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. Đồng thời không tập trung đông người trên bãi biển hay tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn, uống tại bãi biển. Làm sao chủ quan được, già rồi, phải giữ chứ, chấp hành các cái quy định về của chống dịch của thành phố, nó bảo đảm được cái sức khỏe. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, lực lượng quản lý an ninh trật tự bãi biển thường xuyên kiểm tra, giám sát việc người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm nếu có các trường hợp vi phạm. Từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận 92 ca mắc COVID-19 và đã nhiều ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch tại các địa phương khác vẫn đang có chiều hướng phức tạp nên nguy cơ luôn thường trực. Vì vậy, người dân thành phố tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Chấp hành nghiêm chủ trương của thành phố và thông điệp 5K của Bộ Y tế là góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.